Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Tiếp tục lại là một vị khách hàng quay lại ủng hộ em Cao. Tiếp đó là cặp 715 Make in USA. Và các bác hãy nhìn tình trạng thì cực xuất sắc, lại mở lại một lần nữa để anh tới tại nhà. Và hai bác ngày hôm nay xuống ủng hộ em Cao, đó một cặp súp SRX 718. Và đây các bác hãy nhìn đó, em chỉ quay lại một chút thôi, còn hôm trước em cũng đã review đến tất cả các bác rồi. Các bác hãy nhìn, không thể đẹp hơn, trùng mã. Các bác hãy nhìn, ok chưa? Khi chúng ta đi mua hàng thì cái điều này là cái điều rất quan trọng các bác nha. Make in USA và tép cũng vậy. Các bác hãy nhìn, tất cả em Cao bán chế độ mở. Các bác khách quay lại, em và Cao nếu như có yêu cầu em Cao vẫn mở lại. Đó là những cái gì mà gọi là đặc sản bên em Cao. Khá lâu, khá video khá dài một chút, mong tất cả các bác cùng theo dõi tiếp tục. Anh Quý ngày hôm nay dẫn bác